Ngồi xuống đây. Ok, hôm nay cho Handes về Nghệ An. Ê Handes ơi, Handes con của Dakota và Teddy. Dakota von der Barbrook và Teddy von Haugenstein. Ngày bé em có giai đoạn giữ yên. Đây, yên để anh quay video nè. Giai đoạn tuổi lớn của em là giai đoạn tuổi lớn là em đường ruột. Cho nên là em bị còi, em rất đẹp trai và rất ngoan. Rồi. Rất là tình cảm. Giữ yên bám cổ, nó giữ yên cổ. Boy đẹp dài, Handes. Body của Handes là tỷ lệ là tuyệt vời luôn. Mà bị bé con. Rất đẹp trai luôn. Ơi, nhìn cái mặt nhá, nhìn cái mặt của Handes này. Mọi thứ là cân đối. Màu mảng sắc nét luôn. Thôi chúc cho Handes về Nghệ An thuận lợi. Hôm nay là chủ lại taxi ra đón. Đón sớm chứ không là sợ mấy hôm nữa dịch là bị cấm vận, không đi được. To. Ông đang hóng cái gì đấy? Người lạ. Đang hóng gì đấy Handes ơi? Giữ yên dây này Handes. Hey, giữ yên dây, giữ yên dây. Để nhìn thấy cái móc hai chốt xích vào nhau. Móc vào để cho nó giữ cố định. Em móc vào luôn vào cái bên kia. Móc vào cái còn lại là được. Móc vào cái còn lại luôn. Ok. Lau mặt đi tí nhá. Trời ơi. Tác nghiệp ở đây là sợ là bị dính vũng nước. Ngồi xuống em, ngồi xuống. Lên. Lên. Lên ạ. Lên. Hồi đó rồi. Ơi, không thèm mẹ chú ý gì. Hùng. Hùng đi ra gọi đi tí đi. Để cho em chú ý đi xem nào. Handes đang hơi bị say xe một tí. Tay này là chưa có phải tập trung, vẫn chưa thấy được bộ mặt thật. Làm cái trò gì đi. Làm trò gì để thấy bộ mặt thật của Handes phát này. Hả? Hả? Đi sang Hùng, đi sang bên kia đường đi. Xem nó hóng ra nào. Rồi ok đấy. Hơi hóng rồi đấy. Tai vẫn chưa kia hẳn. Để xem bộ độ đẹp trai nào. Đi hẳn sang bên kia đường đi. Đi hẳn sang bên kia đường. Gọi đi. Đi sang bên kia đường gọi đi. Handes kìa, anh Hùng đâu rồi? Hả? Anh Hùng đâu? Ông hóng quá ở tí nhá. Ai Tung cái dép vào bên đấy xem nào. Gọi nó rồi tung xem nào. Không nhiệt tình mấy. Ok. Tại vì là nó viết nó cũng không có cái gì ấy để hóng. Chỗ ok, đi vào đây uống nước đi. Nằm xuống đấy. Thôi, nằm đây thôi. Nằm chỗ này cho khô. Ok, nằm đấy. Nằm xuống đi. Nằm xuống. Ôi giời, chỗ này có kiến. Nằm đấy được. Ok. Còn là chính xác được